Đây đây hôm nay có một cái ca rất là lạ ha. Thì cái xe này là KTM. KTM 250. Đúc 250 đó. Thì nó bị bể cái dàn đầu nè. Nó toạc ra luôn vậy nè. Đó, toạc ra luôn. Thì đó, mình nhìn cái dàn keo này thì nó đã mở ra rồi ha. Keo này là mở dàn nắp nhạo rồi nè. Đó. Đó, mở ra rồi. Keo chét gì thì không biết nguyên nhân tại sao mà nó bị toạc cái miếng này ra như vậy. Thì bây giờ mình mở ra mình coi. Thường nó bị toạc máy hay là toạc sườn á, là coi ở những cái bát, cái bát sườn xe á, nó có những cái cục canh mà tăng đưa được ha, để cho nó ra cái vị trí dính sát rồi mới đúc cốt qua mới siết là lóc kê nó lại thôi. Nhưng cái dòng xe này á, ở cái dàn đầu nó không có giữ vô sườn, mà giữ vô sườn bằng 3 bát nè, 1, 2, 3 cũng không có cục canh ha. Đó, thì không biết tại sao nó bị toạc bể như vậy. Bây giờ mình mở ra cho anh em coi để mà mình tìm hiểu nguyên nhân tại sao hen. Đó. Đó, thấy nguyên nhân cho anh em là không xí gốc. Nè, cái này nó quay ra nó phá nó bể nè. Đó. Nó toạc ra ha. Xước cốt quá nè. Trời, cháy luôn rồi. Coi canh cam đúng không? Lấy chìa khóa 12. Lục giác thì 12 luôn. Cái chụp coi chụp cúc cam nó bị cháy nè anh em. Đó. Thì coi lại cái đường bơm nhớt của nó như thế nào. Đó, hoặc là coi lại cái cách gắn như thế nào. Sao nặng dữ vậy ta? Cong luôn hay sao à? Thấy nặng quá trời. Cái lỗ nó bằng dâu heo đó heo được chơi trong cái bát heo kia là ấy là heo zin mà. Cái con ốc này nè nó bị tuột ra đó, nó phá banh bể hết cái này luôn, bể toạc ra cái này luôn, tuôn ốc luôn. Má chua chua quá mọi người ơi, tuôn ốc rồi. Keo mình chỉ nên lót thôi chứ keo không phải là thần thánh chét vừa thôi nha anh em. Cái dàn đầu này không hề rẻ đâu nha mọi người, anh chua lắm mà thay luôn dàn đầu chua lắm mà. Chiếc năm luôn rồi. Đưa hai HK bao một chiếc rồi. Đời nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên gầm toạc nguyên cái dàn đầu này ra bể nguyên dàn đầu như nắp nhạo luôn. Là ở cái ốc siết cốt cam ha, nó bị tuôn ra ha, bị chẹo răng hay vấn đề gì đó mình không biết, mà mình biết nó bị tuôn ra, nó phá thốn ra ngoài ha, nó toạc banh cái dàn đầu này luôn. Thì chưa biết bây giờ phải làm sao đây nè, cái dàn đầu này toạc mất tiền lắm chứ không có rẻ đâu anh em. Thay mua cái dàn đầu này không á chắc phải mười mấy củ rồi, gần 20 rồi đó ha. Nắm chắc là mười mấy gần 20 củ rồi đó, không hề rẻ đâu. Cảm ơn em.
rồi làm rồi canh chỉnh lại nữa đó, quá chua. Nè, cam có đánh dấu nè, cái bút đánh dấu không đó. Nhưng mà vấn đề ở đây người ta có ký hiệu hết rồi, mình đánh dấu thêm bút chi vậy? Được rồi, dấu zin nó vô lần. Ủa cái dấu mực này dấu zin hả? Ủa kỳ vậy, nó đã ký hiệu những cái chữ này còn đánh dấu luôn hả ta? Dấu zin á, dấu Z8 vậy còn có. Z8 cũng có dấu mực vậy luôn hả? Anh tưởng nó có đánh dấu đỉnh với ngang có hết rồi mà. Ủa vậy này là mở chưa ta? Mở rồi. Cái dấu mở nắp nhạo ra chét keo từ lưu hụt dưa hết mà. Coi cam điểm dưới đúng không? Không đúng hết cam hả? Nó chỉ bị tuôn ốc thôi đúng không? Tuôn ốc nó mới tuột cái ra đúng không? Tuột cốt ra nó bể thôi. Ốc này sao tuôn được ta, lạ này. Ốc này sao tuôn được trời. Ốc này răng lớn lắm á chứ. Ốc cam này răng 1.5 á. Răng lớn đâu phải răng nhuyễn đâu. Đây đây có một cái này nè, trời ơi nó ra mấy cái gọi là mấy cái gì ta, ba dớ mà ốc bị chật răng á, nó bào cái ba dớ ra nè, cỡ này nè ha. Hết vậy ta. Cái nắp này thay từ nắp chụp cam hả? Má luôn. Đồ nó gắn lệch hay sao? À nó bung con ốc ra. Nó bung con ốc là nó không có bị kẹp, nó không được kẹp vô, nó chịu, nó không có ngay được. Đó nó phá. Phá hư hết rồi. Banh dàn đầu rồi. Để tìm cách cho cái này hàng lại được không ta? Hàng rủi ro cao quá. Hàng rủi ro phải nhôm thôi. Ừ. Cái quỷ này nó không phải là nhôm đâu. Nhét máy 400 thôi. Ê Z8. Chua đây. Dàn đầu kiếm đâu ra? Để liên hệ hãng KTM có vỏ dàn đầu không? Mà vỏ dàn đầu mấy này nó cũng phá banh hết cam rồi, bắt buộc phải mua nguyên vàng rồi. Không xài lại được gì à? Cúc cam rồi này kia, chụp cam hư luôn rồi. Bây giờ cái cúc cam với chụp cam hư luôn rồi. Còn gì nữa đâu? Cái này nó không phải bằng nhôm đâu anh em, nó là bằng hợp kim thôi, có phần nhôm trong đó. Đó, hàng không có ăn. Cái lóc giống như cái lóc của con BMW vậy đó. Hàng không có ăn, không có nổ hết trơn à. Tiếp 10 á. 8 cũng được. 8 đi. 8 đi.
cái dàn hợp kim này nó nó nhẹ nó nhẹ hơn, mình thấy nó hợp kim thì nó nhẹ mà nó chắc. Điếu mà rồi vậy là banh đầu rồi đó, bây giờ mình rớt đầu ra coi coi nó ở dưới nó có phá không, là dàn đầu này là thay chắc rồi đó, coi ở dưới nó có bị gì nữa không thôi. Mà giờ dàn đầu này xong xong xuôi hết, mua dàn đầu này phải mười mấy củ rồi, chắc chắn là trên 15 luôn, có đường nào dưới 15 hết. Cái vấn đề là bây giờ không biết kiếm ở đâu ra. Hãng chắc 1.5 tháng. Bây giờ mình mở mình quay cái clip cho chủ xe coi rồi, tại vì xe này ở ngoài Bắc ha. Ngoài Bắc gửi vào. Ngoài Bắc gửi vô. Nên là mình quay lại cái cảnh mình tháo ra coi nó bị cái gì ha, mình rõ ràng với khách hàng. Lấy ra ngoài này thằng Thắng. À, cái này để mình cố gắng mình coi cái mua cái dàn vỏ đầu dưới một cặp cam dưới chụp cam rồi mình xài lại dàn cò xúc bắp, nếu vậy được thì nó đỡ hơn, nhưng mà dầu gì cũng mắc à. Giờ chỉ có cái cục máy cũ á, thay cái dàn đầu qua thôi. Mà máy cũ giờ hiện tại này là bên mình không có rồi. À, tại vì máy KTM này á, máy nó mua có nhiều cái nó mắc. Nhưng mà giá trị xe nó không cao, cho nên á, mình mua không mua về. Là vậy, mình không có mua để trữ sẵn. Để đâu bịt cái lỗ này lại. Chỗ máy mốt xả ra lại. Lấy cái khăn che cái nắp nồi của con tôm lại. Nhưng trên dĩa chưa có luôn à. Đang gửi về á. Tại nó đi dĩa thêm răng, phải lấy từ bên xưởng qua. Nó mất 2 chập ship nữa, nó hơi lâu. Tối nó mới qua lấy mà. Trái thì bự rồi đó, hành trình nó ngắn hơn CBR, trái này là bự hơn CBR, trái này bằng CBR 300 không ta? Dưới là ron giấy, ơi mua đồng mua ron mới, xì nữa. Tháo vệ sinh luôn hả? Xe này nhiêu ngàn người ta? Đúng tay qua vừa đúng không? Chưa hả bạn? Ở đâu? Khói nó xuống lá bạc nhờ thứ hai luôn rồi nè. Xe này thay bạc luôn là vừa rồi đó. Khói nó xuống dưới lá bạc thứ nhất luôn rồi, xuống lá bạc thứ hai luôn rồi nè. Rồi thay bạc luôn là đẹp rồi đó. Biết nó đi nhớt gì mà xe này ô đô nhiêu đâu mà nó nhớt xuống bạc luôn rồi kìa. Rồi, thay ron nữa luôn.
lấy khăn che lại đại ca. Sổ cái trái như cái tù. Cái này lên cái vàng đầu lòng của 250 này lên đầu lòng 300 vô dự y mà. Đó, thích thì lên 300 luôn, 3 gì? 390 luôn. Y chang cái máy thôi, khác quỷ gì đâu. Muốn lên thì lên bít tông lòng đầu gắn 390, gắn cái cụp vô là xong. Y bon, không khác gì hết. Rồi bây giờ dắt cái con này vô một góc, dọn đồ nó gom tất cả lại để một chỗ khỏi lộn ha. Bây giờ tìm đồ thôi. Giờ nguyên nhân rồi hậu quả rồi là xong hết rồi. Giờ tìm đồ thôi. Giờ là thấy bộ bạc vàng ron full vàng đầu. Chưa biết sinh cam như thế nào luôn. Nhưng mà thường mở ra về người ta thay sinh cam luôn à. Tại vì á bạc nó đã xuống đến mức độ đó rồi. Đó, thì cam nó cũng hơn nửa đường rồi, giờ mở ra thay luôn chứ còn đợi gì nữa ha. Đó. Rồi coi nồi này cũng mở rồi nè, tại khách ở xa sẵn kiểm tra nồi luôn. Đó. Rồi cảm ơn mọi người nghe.